cũng không có đau lắm đúng không Vi? Dạ. Tự nhiên sáng nay tay mỏi. Ừ, tự nhiên tay nó mỏi lắm tí. Tự nhiên tâm video có thấy tay chị nó rung không vậy? Nó mỏi hẳn, nó rung nguyên cánh luôn á. Kỳ cục. Mụn nhìn ổn không? Thấy hả? Nó rung nguyên cánh tay luôn á. Tự nhiên mỏi lạ lùng. Hình cho bé này dễ lấy mụn nha, nhưng mà trên đây chắc khó à. Lấy không chảy máu nó im ha. Trắng nè. Mụn má nhỏ lắm. Nhìn chị tí rồi.
nhỏ lắm đúng không đấy? Vậy cũng phải cho nó có to hơn không? Nhìn nhìn tỉnh tí. Ừ. Mấy phút rồi thế? 30 phút rồi. Mấy phút chị nha. Xong cái này cứ phát ra đi ha. Đào hả thấy yêu. Ừ, từ từ. Ok.